chúng ta sẽ biết tu hành như thế nào, biết người tu hành phải trọn đủ những điều kiện nào. Quý vị thấy điều thứ nhất là cần có trí huệ. Trí huệ chính là thấy thấu suốt. Như chúng ta thường nói, quý vị chẳng thấy thấu suốt cho nên mới chẳng buông xuống được. Do lẽ này, nói thật ra thấy thấu suốt là khó, chứ buông xuống chẳng khó. Vì sao hiện thời chúng ta buông xuống khó khăn ngần ấy? Do chẳng thật sự thấy thấu suốt. Đạo lý là ở chỗ này. Chẳng thật sự thấy thấu suốt, chúng ta thực hiện từ chỗ nào? Trước kia, thầy chúng tôi thường xuyên dạy chúng tôi đọc kinh. Đọc kinh thì nhất định phải ghi nhớ lời dạy của cổ nhân. Đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Nói thật ra, đạo lý này rất sâu. Đọc kinh, tâm tình phải như đối trước Phật, Bồ Tát. Mở quyển kinh ra, tốt nhất là thờ một bức tượng Phật. Kinh do Phật nói, ta niệm ở nơi đó. Phật Bồ Tát ở trước mặt ấn chứng cho ta. Ta cung kính đọc tụng tại đó. Trong khi đọc tụng, tâm chúng ta chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm. Đấy là giới. Nhất tâm chuyên chú, đấy chính là định. Niệm từng chữ rõ ràng, chẳng bỏ sót, chẳng niệm đảo lộn câu chữ. Đấy chính là căn bản trí, tức là huệ. Do vậy, đọc kinh theo phương pháp ấy xác thực là hoàn thành tam học giới định, huệ cùng một lúc. Quý vị mỗi ngày niệm 1 giờ chính là tu tam học giới định, huệ 1 giờ. Niệm 2 tiếng đồng hồ chính là đang tu tam học giới định, huệ 2 tiếng đồng hồ. Trong xã hội hiện thời, 2 tiếng đồng hồ có được hay không? Không được. Quý vị thấy một ngày 24 tiếng đồng hồ. Quý vị tu giới định huệ 2 tiếng đồng hồ. 22 giờ kia quý vị bị xã hội nhuốm bẩn. Công phu 2 tiếng đồng hồ của quý vị chẳng chống đỡ nổi. Vì thế, đấy là lý do vì sao tu hành khó khăn dường ấy. Đã tìm được nguyên nhân rồi, vậy thì phải làm sao? Nói thật ra, tối thiểu là 50%. Công phu mỗi ngày của ta là đọc tụng, sử dụng phương pháp đọc tụng. Phương pháp này rất hữu hiệu, nhất là đối với những kẻ được gọi là phần tử trí thức trong hiện thời. Chúng ta mong tìm được một vị thầy tốt, mong tìm được một hoàn cảnh tu hành tốt đẹp, nhưng chẳng tìm được. Vậy thì thật sự mong đạt thành tựu phải làm như thế nào? Đây chính là một phương pháp tốt đẹp. Nhưng cũng cần phải có phước báo. Nếu quý vị chẳng có phước báo, người nào có thể đọc kinh 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày? Đại phước báo đây nha. Cuộc sống của quý vị chẳng thành vấn đề. Áo cơm có người lo liệu thì quý vị mới có thể làm được. Nếu không, quý vị chẳng làm được. Từ 12 tiếng đồng hồ trở lên, tốt nhất là có thể đến 16 tiếng đồng hồ. Thời gian ấy chiếm đến 2/3 thời gian mỗi ngày. 2/3 thời gian mỗi ngày, quý vị đều luôn nhiếp tâm nơi kinh giáo. Nếu hàng ngày nhiếp tâm nơi kinh giáo chẳng gián đoạn, liên tục suốt dăm 3 năm, quý vị đã vun quén căn cội bền vững. 10 năm hoặc 8 năm, quý vị có thể khai ngộ. Thường căn thì có người 10 năm hay 8 năm sẽ khai ngộ. Trung căn thì có thể là 10 năm hoặc 20 năm. Hạ căn thì có thể là 30 năm hoặc 40 năm. Do vậy, để học Phật, thọ mạng rất trọng yếu. Thọ mạng ngắn cũng là không được rồi. No.